Vậy để là giống như mình đây mình vừa chặt. thay thay vì mình sẽ chặt từ đầu đến cuối không, giờ thời gian đâu chặt, chặt vài cái làm màu còn lại là mình làm qua qua Rồi, thôi. thôi. Rồi, ok xong. Để quay đóng vỏ nè, để chứng tỏ là có vỏ. Con im màu vàng vàng đưa đi chích rồi. Nhớ cái lò này đi hả? Lò nào cũng được. Ghê đâu ghê, người ta dễ thương, người ta đang ăn mà tự nhiên là ghê. Nó ăn gì kiểu gì mà kỳ cục vậy? Thì chó nó ăn thế thôi, ăn gì cơ. Nói gì vậy? Sao mà xế ra hết rồi? Xế ra cho nó sạch. Đừng xịt lung tung. Cái gì con? Của bác hai đó, để đại đi con, bác hai quên rồi. Mất hai quên rồi thôi. Ủa? Có con lại hả? Cái gì? Rồi trộn lên, bỏ tủ lạnh, bỏ đá vô. Trộn lên. Trộn nhẹ nhẹ cho đừng mát. Uống chung này mắc bị dừa, anh ta quan trọng bị dừa. Bà mẹ, nó dở. Ừ, tao bị dừa tự nhiên bỏ vậy đó. Uống cho hết, pha thì uống cho hết đi. Thử miếng, hơi hút nhiều. Nước rơi quá à. Uống cho hai đi. Nó lạ lạ không? Đúng rồi, nước ngọt là nước ngọt, còn cái dừa là dừa chứ ai là chơi cho nó. À thử mấy đi. Chưa thấy đường mà. Cái này chỉ cần đường với ấy thôi, đường đá là ngon rồi không? Không cần nhiều quá nó nát. Kệ nó nát chơi cho nước. Không. Chỉ cho cái quầy nào vừa vừa để xe được á, lấy lại quầy nào cũng được á, biết đâu lựa. Để đây nè. Đó, cho nó gác chân cho nó. Mẹ lựa cho anh một cái quầy để vừa chứ không nè. Quầy có thịt nha, không có thịt. Lấy quầy nào vừa phải mà có thịt á, về quay phim chơi. Còn bán lẻ này nhìn gì? Cho em ký lẻ nó đi. Cho một ký lẻ với một quầy, quầy là chơi còn ký để ăn. Về chặt ra quay clip chơi mà. Dạ quay chơi thôi vậy. Mình chặt vài cái thôi, cái mình lấy này để ra giống như là mình chặt liên quầy. Bữa mua mà chỗ chéo vô đây, chéo vô đây. Chị cứ làm đi. Nó có cắn không vậy? Sợ chó lắm. Phải kiếm dao chặt nữa chứ. Lấy dao chặt chuối á. Quá cho vừa luôn. Có tiết thiền luôn, bắt Hana xuống thiền luôn. Hana đi đâu đó? Trong em chó hả? Đây trống nè. Có cái gì để không? Rung đất luôn kìa không? Thì phải có gì đó kê lên để chặt. Lấy cái búa khỏ nó ra trước. Này mình chặt nào. Khỏ nó ra bạn.
kêu lấy búa khỏ mà. Đập một cái luôn. Mã lên. Mình xoay xoay vòng tròn nhưng mình thấy vừa bự. Phải có một cái lỗ cái mắt nào đó lấy ra trước. Đó, đây là một cái clip kỳ công, làm hoài làm được rồi nha. Đó, răng ra, chưa quay được cái chỗ răng luôn á. Còn tránh ra, chúng con bây giờ. Thôi, được rồi, tránh Anna, Anna mập đang quay phim. Cảnh quá ông ơi. Nè, nè, quay cảnh, nè, quay cảnh. Rồi. 1, 2, 3. Đó, rồi khỏi tiếp đi. Cô cho ba ăn đi. Chưa chưa con chưa ăn được. Khỏi ra hả đi. Xích ra, xích ra cho ba gạt đây. Đó, khỏi ra hả đi. Đó, giờ mới có chỗ ra nè. Mấy cái nhỏ không có muối đâu, khỏi mấy trái bự thôi. Nó mới ra được, mấy trái kia mới ra được. Đó, được. Phải thế chứ. Đó, đó, lần đầu tiên thấy dừa nước nha. Lần đầu tiên chặt dừa nước nha, trước giờ thằng ăn không đâu có chặt đâu. Bến Tre nó cười, cúi mồm. Bến Tre làm gì có cái này bạn. Bến... Đó, hồi xưa về Bến Tre chơi, ăn miết mà. Bến Tre là dừa kia, làm gì có dừa nước. Bến Tre có dừa này. Dừa nước này là Bến nhà bè thôi chứ. Dừa Bến Tre tôi ăn cái này miết mà. Thơm nhỉ, thơm đúng không? Con đứng xa quá con không nghe, đứng đây nghe mùi thơm. Thơm lắm. Đâu nghe mùi dừa thơm chứ, dừa thơm quá trời. Cái thân của cái cục vỏ này nó thơm nè. Ừ, cái thân nó thơm ấy. Nghe mùi trà. Đúng rồi, mùi dừa đấy. Văng tùm lum á. Nãy kêu lấy cái gì chảy không chịu lấy. Thì trong trà sữa nó có cái này. Thơm nghe, không? Thơm. Ủa là cái này người ta bảo nó phải khô rồi nên. Được đó, lấy cái thịt bên trong chứ. Cái thịt nó cũng thơm giống vậy không? Cái đấy là mình người ta làm chảo. Người ta làm chảo, người ta làm chảo. Không, cái này đâu có làm trà. Sao cái mùi nó giống vậy? Cái trà sữa người ta bỏ cái thịt vô trong cái trà sữa á. Chính là làm thịt pin. Ờ, bỏ đủ trái vậy đó. Ý con đang nói là cái này nhỉ? Cái mùi thơm. Cái mùi con nghe là cái mùi thịt bên trong á. Thì cái mùi thịt bên trong nó ra chứ. Cái mùi vỏ là cái khúc củi thôi, có gì đâu thơm. Chỉ là khúc củi thôi. Công sức mua cái quầy mà không chịu lấy cái gì chảy ra văng tùm lum hết, lát dơ hết sao trẻ. Nữa lấy bên trong ra cho con hửi lấy chèn nè. Vậy mình phơi khô cái vỏ là mình làm trà được không? Phơi khô làm củi, làm lửa. Cái này mà khô là dai dách rồi. Sẵn đây là cái lấy nó hết đi, gì đó. Đừng lấy mấy cái nhỏ đâu có thịt. Ta lấy cái búa, ta khỏ nó không bể, không làm gì nó bẻ hết chèn. Đúng rồi chày. Đúng rồi, chẻ mấy miếng thôi, không chẻ nhiều. Anna tránh đầu rồi. Nè. Uống dừa nước kìa, có dừa nước kìa, lấy dừa nước vô uống. Thì giờ nó có cái thớ rồi, nó ra dễ. Cho con giống ba vậy đi ba. Đây cho con bẻ nè. Cho con làm cái kìa. Hana giỏi quá. Hana giỏi quá. Bà nội coi Hana bẻ dừa luôn kìa. Thấy Hana giỏi không? Đang bận rồi, thôi kệ. Wow. Rồi hết rồi. Mấy cái đó không có thịt đâu. Bẻ cho thằng Bảo nó chơi. Quýnh lộn chơi. Cho con nữa đi. Không lấy cái thớt, lấy cái thớt trẻ. Để ok, cái nào mà khó bể nhất có thể.
kệ nó vậy, chơi thôi mà có gì đâu. Đó. Rồi. Múc đi cho Hà Nam múc đi. Cho Hà Nam múc đi, Hà Nam múc đi. Múc ăn luôn xong rồi. Múc ăn coi. Phát biểu cảm nghĩ. Múc coi. Ngon không? Ngon không? Đang bảo ăn quế. Múc đàng hoàng đừng cho nó đổ ra ngoài. Bóc luôn, bóc luôn, bóc luôn. Ngon không? Ngon không? Ngon. Cho anh bảo quế, múc múc miếng này cho anh bảo, múc miếng này cho anh bảo. Bả lười ớn. Chị đi trước nha. Dạ, chị đi thôi. Đây đây đây, ăn ăn đã, ăn đã. Ăn không? Đúng cái mùa này hả chưa? Cái ngoài kia thơm hơn. Thì cái vỏ nó thơm hơn, thấm vô vỏ nó thơm hơn. Vỏ thơm hơn. Vỏ phải thơm hơn. Nghe rõ này nó mùi vỏ nó thoát lên cái mùi thơm như mùi trà. Vỏ thơm ghê. Chị ơi, chị ăn nè, ăn nè. Nghe cái mùi nó ngọt ngọt luôn. Chị, ăn nè. Rồi giờ bảo rồi múc bỏ vô đây chúc mừng cả nhà ăn. Múc đi tí rửa sao đâu. Có lấy này múc dễ hơn. Rồi xuống. Bỏ đi xuống. Ừ, rồi cầm. Đó. Từ từ từ. Dăng cho con trẻ đi. Con trẻ đỡ dăng không? Ok. Con trẻ đỡ dăng như rồi á. Đáng lẽ phải để cái thớt để cái đó nó mẻ dao. Không kế lực nha, nhưng mà con phải kê cái thớt lên. Đúng rồi. Nó buồn ngủ sớm giờ không biết bị gì. Lo chó không ai lo vừa nước hết. Phải có cái thớt, còn có thớt làm nhanh. Lấy cái chuối á. Đổ cái gà đổ miệng á. Nhà anh Bảo. Muốn bị gì vậy? Đi bóp cái bụng nó cổ. Nó có ăn con gì không ta? Hay là có bị con gì cắt không? Chắc qua em xong hả? Để con cho nha. Cho con ơi. Không phải kiếm cái thớt đi, con chặt mạnh lên cái thớt đi, tại gì? Rồi. Văn hết thịt rồi còn gì nữa? Văn hết thịt rồi. Bỏ luôn đi, kiếm cái thớt đi, để cái thớt lên chặt mạnh là được.
Đây quay xong vừa nước hay chưa? Đó, chập mạnh lên, chập mạnh xuống cái nữa. Rồi. Rồi, mở ra lại đi. Lấy cái muỗng múc ra. Đó, lấy cái muỗng múc ra, quay múc cái muỗng nè. Đấy. Đó. Đó, rồi chặt cái nữa. Cho Bảo chặt cái này đi. Người ta sẽ thấy là mình có cái bọc sẵn. Cho Bảo chặt đã, chặt đi. Rồi. Múc đi. Về phim lúc múc ra nè. Lấy cái đuôi muỗng nó sẽ dễ hơn con. Mình cầm nãy giờ rồi. Cái nào cũng được. Kệ tí tí cũng rửa mà. Tí cũng rửa mà. Đó, miếng to ghê. Đó, rất là chuyên nghiệp luôn. Đó. Quay xuống này đó nè. Đó. À, làm cái thanh lát. Ủa còn mấy này sao mình cứ gom lại hả? Rồi bỏ vô. Để mình cho con chặt từ từ. Bỏ vô. Bỏ nhiều lên, bỏ nhiều lên. Giờ gom mình để đây nó có bị không mất hư hay gì không? À để được cả tuần. Để mấy tuần luôn ha. Đừng để nó thấm nước thôi, thấm nước thì nó thấm vô nó hư á, úng. Nó khô quá thì nó hết nấy thôi. Nữa đi. Rảnh rảnh lấy ra chặt ăn rồi để phơi cái vỏ cho bà nội làm củi lửa. Nữa đi. Sao cái này cái vỏ nó lại thơm cái ruột ta? Thơm hức luôn. Thơm mùi này mà giống mấy cái mùi người ta xông tinh dầu á. Thì nó có tinh dầu không?